Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. ARI News dẫn lời Ngân hàng Nhà nước Pakistan, SDP, tối 16 tháng 6 xác nhận nước này đã nhận được 1 tỷ đô la Mỹ từ Trung Quốc, trong bối cảnh Pakistan đang chờ IMF giải ngân khoản vay trong chương trình cứu trợ. Ngày 18 tháng 6, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã bắt đầu cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken tại Bắc Kinh. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, dây chuyền sản xuất các hệ thống vũ khí nhiệt áp TOS cần được mở rộng để đáp ứng nhu cầu từ chiến dịch quân sự đặc biệt. Một văn phòng của gã khổng lồ quốc phòng B-System sẽ được mở tại Ukraine, và sau đó doanh nghiệp nói trên sẽ triển khai năng lực sửa chữa và sản xuất thiết bị quân sự, vũ khí. Sau đây là nội dung chi tiết. Nền kinh tế Pakistan đang rơi vào tình trạng hỗn loạn trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và thỏa thuận với Quỹ Tiền tệ Quốc tế, IMF, bị chậm trễ. Trang Ani ngày 17 tháng 6 cho biết Pakistan cần IMF giải ngân để tránh nguy cơ bị vỡ nợ. ARI News dẫn lời Ngân hàng Nhà nước Pakistan, SDP, tối 16 tháng 6 xác nhận nước này đã nhận được 1 tỷ đô la Mỹ từ Trung Quốc, trong bối cảnh Pakistan đang chờ IMF giải ngân khoản vay trong chương trình cứu trợ. Bình luận về việc dự trữ ngoại hối của đất nước đang giảm dần, Bộ trưởng Tài chính Pakistan Isada cho hay nước này mới thanh toán khoản vay 1,3 tỷ đô la Mỹ cho Trung Quốc, nhưng sẽ được Bắc Kinh tái cấp vốn vào khoảng cuối tuần này hoặc đầu tuần tới. SDP sẽ nhận được 1,3 tỷ đô la Mỹ từ Trung Quốc vào hôm nay hoặc ngày 19 tháng 6. Các cuộc đàm phán về khoản hoán đổi trị giá 2 tỷ đô la Mỹ cũng đang được tiến hành với Bắc Kinh, Bộ trưởng Da nói hôm 16 tháng 6. Hiện chưa có dấu hiệu Pakistan sẽ nhận được khoản hỗ trợ tài chính từ bên ngoài trong bối cảnh bất ổn chính trị. Pakistan hầu như không đủ dự trữ tiền tệ để trả tiền mua hàng nhập khẩu trong một tháng. Theo Don, nước này hy vọng nhận được 1,1 tỷ đô la Mỹ trong số tiền được giải ngân vào tháng 11. Tuy nhiên, IMF nhấn mạnh Pakistan phải đạt được một số điều kiện trước khi được thông qua bất kỳ khoản giải ngân nào. Bộ trưởng Da đã tổ chức một số phiên họp nhưng không thuyết phục được các quan chức hàng đầu của IMF về việc hoàn thành đánh giá lần thứ 9 để đảm bảo thỏa thuận giải ngân 1,1 tỷ đô la Mỹ. Theo kế hoạch, trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày, 18 đến 19 tháng 6, ông Blinken sẽ gặp Ngoại trưởng Tần Cương, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị và có thể cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận việc thiết lập các kênh liên lạc mở và bền vững nhằm đảm bảo cạnh tranh chiến lược giữa hai nước không rơi vào vòng xoáy xung đột. Ông Blinken dự kiến thăm Trung Quốc vào tháng 2, nhưng phải đột ngột hoãn lại sau vụ khinh khí cầu Trung Quốc bay qua không phận Mỹ và sau đó bị bắn rơi. Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nói, trong lúc máy bay của Ngoại trưởng Blinken dừng nạp nhiên liệu tại Tokyo trên đường sang Bắc Kinh rằng, Mỹ và Trung Quốc đều công nhận cần có các kênh liên lạc cấp cao. Bản thân Ngoại trưởng Blinken trong cuộc họp báo ngày 16 tháng 6 trước thềm chuyến thăm cũng liệt kê ba mục tiêu chính: thiết lập cơ chế quản lý khủng hoảng, thúc đẩy lợi ích, nói rõ lo ngại của Mỹ và đồng minh và khám phá những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác. Nếu chúng ta muốn đảm bảo việc cạnh tranh với Trung Quốc không biến thành xung đột, nơi cần bắt đầu là việc liên lạc, ông Blinken nói. Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu trong chuyến thăm đến một công ty quốc phòng chuyên chế tạo các khí tài hạng nặng của nước này ở vùng Ob thuộc Siberia hôm 17 tháng 6 nói rằng doanh nghiệp này cần mở rộng dây chuyền sản xuất xe tăng và hệ thống phun lửa hạng nặng TOS để đáp ứng nhu cầu của chiến dịch quân sự ở Ukraine. TOS một Sonsepec là hệ thống súng phun lửa được đặt trên khung gầm của xe tăng. Pháo phun lửa hạng nặng này sử dụng đạn rocket cỡ nòng 220mm với đầu đạn nhiệt áp. Sonsepec được thiết kế để tấn công các lực lượng của đối phương, phương tiện chiến đấu và các công sự. Bộ trưởng Shoigu cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của TOS trên chiến trường trong việc hỗ trợ hỏa lực cho đơn vị bộ binh Nga. Ông Shoigu cũng nói với ban quản lý công ty quốc phòng này rằng các đơn đặt hàng quốc phòng phải được thực hiện đúng tiến độ. Theo Bộ Quốc phòng Nga, công ty quốc phòng ông Shoigu, không được nêu tên, đã tăng sản lượng sản xuất gấp nhiều lần trong vài tháng qua, với các giải pháp kỹ thuật cho phép cải thiện chất lượng phần cứng và sản xuất nhanh hơn. Bộ trưởng Shoigu cũng yêu cầu các thiết bị quân sự mới phải có khả năng bảo vệ tốt hơn cho kíp xe trên chiến trường, cũng như bảo vệ xe trước mọi nguy cơ. Trong chuyến thăm trên, Bộ trưởng Shoigu cũng được ban quản lý công ty giới thiệu một mô đun phòng thủ chủ động Krisa cho xe tăng, hệ thống giáp được lắp đặt trên nóc tháp pháo xe tăng. Hệ thống này có thể tích hợp trên nhiều mẫu xe tăng khác nhau và chỉ mất khoảng 4 tiếng để lắp đặt hoặc tháo bỏ. Thiếu tướng Alexander Shestakov, người đứng đầu cục thiết giáp thuộc Bộ Quốc phòng Nga, giới thiệu với tướng Shoigu rằng đã thiết lập một kho dự trữ các mô đun giáp như Krisa cho các xe tăng tham chiến Ukraine. Một đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố về chuyến thăm cũng cho thấy hàng chục xe tăng được đưa lên tàu hỏa sẵn sàng chuyển đến Ukraine, ngoài ra còn có các xe bọc thép chở quân, lựu pháo và các loại vũ khí khác. Một văn phòng của gã khổng lồ quốc phòng B-System sẽ được mở tại Ukraine, và sau đó doanh nghiệp nói trên sẽ triển khai năng lực sửa chữa và sản xuất thiết bị quân sự, vũ khí.
Điều này đã được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố khi kết thúc cuộc trò chuyện với ban quản lý của công ty đa quốc gia này. Cần lưu ý rằng Ukraine đã sẵn sàng trở thành một trung tâm khu vực lớn để sửa chữa và sản xuất các loại sản phẩm B-System. Trước đây, giới truyền thông dự đoán rằng gã khổng lồ quốc phòng Rheinmetall của Đức đã công bố ý định xây dựng nhà máy ở Ukraine với một dự án cơ bản để sản xuất xe bọc thép chở quân Fuse. Sau khi cánh én đầu tiên đặt chân vào quốc gia Đông Âu này, cuộc đổ bộ của những gã khổng lồ quốc phòng tầm cỡ thế giới tiếp theo là điều hoàn toàn có thể hiểu được. B-System là một trong những tập đoàn quốc phòng mạnh nhất, cụ thể họ là công ty quốc phòng lớn thứ 7 trên thế giới tính theo doanh thu, với con số 26,3 tỷ đô la vào năm 2022, có chi nhánh tại 40 quốc gia và đội ngũ nhân viên 93.000 người. Các sản phẩm mà B-System hiện đang chịu trách nhiệm rất phong phú và nổi tiếng, điển hình như xe tăng Challenger 2, xe chiến đấu bộ binh CV-90 và Bradley, pháo tự hành M109A7 và Archer, thậm chí cả pháo kéo M777, xe bọc thép chở quân M113 và AMPV. Trên lĩnh vực hải quân, sản phẩm của B-System gồm có tàu ngầm lớp Dreadnought và Austell, tàu sân bay lớp Queen Elizabeth. Bên cạnh đó là thông tin liên lạc, vô tuyến và tình báo, tác chiến điện tử. Để hiểu quy mô, hệ thống EW của máy bay F-35A, ASQ-239 là sản phẩm của B-System. B-System cũng là một trong những nhà sản xuất chính của tiêm kích Eurofighter, cũng như các bộ phận cho F-35, họ đồng thời là nhà phát triển chính của chiến đấu cơ Tempest thế hệ thứ 6. Tập đoàn sở hữu cổ phần đáng kể trong MBDA, chịu trách nhiệm sản xuất toàn bộ dòng tên lửa phóng từ trên không của châu Âu, bao gồm cả Meteor và Storm Shadow. Và đây chỉ là từ những sản phẩm chính, bởi vì danh sách có thể được tiếp tục. Sự hiện diện của gã khổng lồ B-System trên lãnh thổ Ukraine chính là dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ đối với quốc gia Đông Âu này, từ sử dụng vũ khí hệ Liên Xô sang sản phẩm quốc phòng theo chuẩn NATO. Tôi là Nam Phong và Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.